quay trở lại như kênh kiếm tiền tao chứ không kiếm tiền thì không thể dẫn bạn tham gia chương trình này gấp nhận 14.000 tập cần có cái hiệu GCMT các bạn. Con này nó đã list trên một cái sàn test, đã có volume giao dịch qua ETH các bạn. Rồi đầu tiên các bạn click phần đi mô tả mình chatbot bấm nút ta rồi quản lý cấp tra nha các bạn. Như 41 giờ 42 bằng âm nha các bạn. Cấp tra các bạn khác. Rồi các bạn làm nhiệm vụ của nó là đầu tiên các bạn join hai kênh Telegram group và channel nè, rồi follow Twitter, request và pinbot nè, like và share Facebook nè, join Facebook nè, subscribe YouTube của nó nè, follow LinkedIn nè, rồi join kênh Getdit nè, follow Instagram nè, subscribe YouTube của nó nè, like and share nè, join kênh Telegram của nó nè, follow Twitter của nó nè, rồi qua mà submit dia xanh rồi làm theo yêu cầu của nó các bạn. Rồi các bạn đừng địa chỉ em đi theo word của mình nha các bạn. Usen em theo word của mình. Rồi, các bạn dán lại một cái đường link Facebook trang cá nhân profile của mình rồi rồi dán tiếp lên một cái trang Facebook các bạn chia sẻ nha các bạn. Rồi các bạn bấm hỏi bạn có hay là không. Bấm bấm yes là các bạn dán cái kênh YouTube profile của mình vào. Rồi các bạn bấm rồi các bạn dán rồi nó hiện lên nó kêu mình yêu cầu dán cái profile link đi đi nè, các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nó hiện ra một cái đường link profile của mình nha các bạn. Getdit cũng vậy luôn, tới link Getdit nè của mình nè. Rồi các bạn Instagram, các bạn nhấp vào cái Instagram các bạn copy cái bài chia sẻ của nó nha các bạn, copy bài chia sẻ của nó nè, bài chia sẻ con game khi chưa game cơm của nó đó. Rồi các bạn bấm yes nha các bạn, họ có yes không bạn bấm yes nha, submit you address and follow link you. Rồi các bạn copy cái link Twitter của mình cái nữa nha các bạn, click cái link mà con game của nó này nha các bạn, mình cái link mà mình giữ quyết á. Rồi các bạn bấm yes nha các bạn, các bạn làm theo yêu cầu của nó, follow theo word nội mà bấm có yes nha các bạn. Rồi các bạn quét địa chỉ ERC20 với ETH của mình á. Rồi sau khi dán địa chỉ gì các bạn bấm vào nút IRUP support group nha các bạn join thêm cái group của nó nữa. Rồi các bạn bấm đại rớp, nó sẽ hiện ra một cái đường link của bạn là mình đã nhận được 3.500 tốc cần nữa các bạn. Mỗi một lượt kép giới thiệu mình đã nhận được 14.000 tốc cần CRMT các bạn. Con này nó list sàn các bạn, nó có chương trình bao thi 50.000 tốc cần CRMT nữa nè. Rồi vậy video lúc các bạn mà thấy mắc không hiểu các bạn có để lại comment dưới mình sẽ trả lời cho các bạn các bạn. Thì các bạn làm theo yêu cầu của nó yêu cầu gì các bạn làm theo yêu cầu nó là được các bạn, nên này dễ quá dễ mà. Bạn nào chưa có mấy trang mạng